Bà làm gì mặt bà buồn hiu vậy? Bà ơi, giờ tôi chỉ xin bà hiểu tôi thôi bà. Bà hiểu tôi lần này thôi. Tôi xin bà cho tôi được sống thật với con người tôi một lần trong đời thôi. Im đi. Tôi không thể nào sống với ông được nữa. Ly dị đi. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi làm chuyện tốt mà ly dị tôi hả? Xuất sắc. Trời ơi là trời. Chịu sao nổi trời. Quá đẹp luôn. Đấy. Trời ơi, cái con này công nhận nó khùng khùng nhưng mà nó có cái gu bận đồ thiệt ta. Cái nào cũng đẹp. Ê, rất hợp luôn. À, hai cái thôi đủ rồi. Nhiêu đây là đủ rồi. Ai, khỏe khỏe rồi. Chết. Ủa cái gì vậy? Bây giờ phải tính sao? Để nó càng ngày càng nặng như vậy là chết. Em nghĩ là chắc do cái thần kinh ấy bị áp lực nhiều quá, anh hiểu không? Nó bị trầm cảm. Áp lực từ con vợ nó chửi nó mỗi ngày. Do con á. Nó trầm cảm xong, nó sẽ tự tử. Không phải đâu. Cái này con biết nè. Sao? Ba của con đã thay đổi giới tính rồi. Thay đổi giới tính là sao? Không cầu thích phụ nữ nữa. Tôi nhớ lại ánh mắt nó tự hào khi nó đẻ cái đầm đỏ lên người nó. Wow, rất hợp luôn. Bây giờ chắc chắn vô toilet mặc thử cho coi. Ôi. Vô con, uống nước, giữ bình tĩnh con. Vô. Mẹ. Còn rối quá bà ơi. Chẳng lẽ từ lâu anh chỉ xem chúng ta như hai chị em? Nó bị như vậy là vì sao? Vì sao? Chắc chắn là do di truyền. Mà nó di truyền thì từ ba của nó sang nó, sau này sẽ từ nó sang con nó. Hả? Hiểu quậy. Mày nhìn đi, bệnh này nó có những dấu hiệu. Giống một mình. Trong những dấu hiệu đầu tiên là thích màu hồng. Màu hồng? Không có đâu ba, con đẻ ra con biết mà, không có. Nhưng mà bây giờ quan trọng làm sao để cứu vớt cuộc đời của ba nè. Chúng ta bị nhanh chóng tìm một biện pháp để đưa nó trở về với thế giới đàn ông. Cách nào anh? Hãy suy nghĩ vào trong nguyên nhân vì sao nó bị như vậy. Vì áp lực của nó là không có công việc. Dạ. Áp lực thứ hai là con vợ mà như con quỷ. Trời ơi, mày chửi nó mỗi ngày là lỗi của mày. Cái chuyện chửi của con mắc mới gì tới cái giới tính của ông. Khi mày chửi nó là cái phần đàn ông nó sẽ trùng xuống. Đúng rồi. Là phần phụ nữ nó trỗi dậy. Con nghĩ là ông với con không có gần ba con. Để ba con gần hai người phụ nữ này nhiều quá, đâm ra là bị ảnh hưởng. Cho nên mình phải gần gũi, mình phải tâm sự với ba con. Con nghĩ là ông ngoại làm trước đi. Em thấy cái này có vẻ như hợp lý. Rồi, đi vô. Ông ngoại làm trước nha. Nhanh. Con tin nữa ba. Thật là hạnh phúc khi được là chính mình. Chào ba, ngồi xuống đây.
Hôm nay con sao? Dạ, cũng có một khoảng thời gian trong người hơi khó ở một chút. Nhưng mà bây giờ con khỏe rồi ba. Rồi hai vợ chồng hôm nay sao? Thì cũng ngủ chung. Rồi chừng nào ba có thêm đứa cháu gái nữa? Thôi, chuyện đó con không tính tới đâu ba. Hi hi, hi hi, hi hi. Bây giờ con ngồi đối diện với ba nè. Dạ. Quay về đi con. Ba biết hết rồi hả ba? Ba biết hết rồi. Con không như vậy không được ba. Gia đình này hết rồi. Ủa cái gì ghê gớm vậy ba? Tất cả đã hết rồi. Cái gì vậy ba? Ba nói gì con không hiểu gì hết vậy? Tiễn một người đi. Trời ơi ba ơi, cái chuyện này có gì đâu mà phải căng thẳng. Hết rồi. Ba ơi, chuyện này không có gì mà căng thẳng ba. Gia đình này, dòng tộc này nó đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Trời ơi, cái chuyện này đâu có gì đâu mà tự nhiên đổ sông đổ biển trời. Không hiểu được luôn á. Cái nhà này riết bây giờ tôi làm rể gia đình này mà tôi không ai hiểu tôi hết. Con chào mẹ trẻ. Mẹ trẻ ơi. Ơi. Mẹ là người trẻ, chắc mẹ trẻ phải hiểu những cái tâm tư nguyện vọng của con. Thật sự ra có những chuyện con không nói được, nhưng mà con không thể làm khác được. Kêu con thay đổi không được đâu mẹ ơi. Con phải không được, không được, không được. Con ơi, nhưng mà nếu mà con thay đổi á thì mọi người sẽ ai cũng rất là buồn. Thật sự ra con đâu muốn làm cho mọi người buồn. Nhưng mà con nghĩ là một thời gian sau này mọi người hiểu rồi sẽ thông cảm và sẽ chấp nhận con. Vợ con sẽ chấp nhận con. Và con của con sẽ tự hào vì có một người cha như con. Tự hào luôn hả? Con sẽ tự hào lắm. Và nó sẽ noi gương con. Nó sẽ bắt chước con. À. Lúc đó cha con sẽ cùng nhau nắm tay thay đổi cả thế giới này. Nói chuyện với con xong tự nhiên nó hơi rối cái đầu ấy. Ok ơi, nhưng mà một mình con thay đổi con được rồi, đừng có kéo cả con của con. Không, con muốn kéo cả con của con, và con muốn kéo cả ba của con nữa, là chồng của mẹ. Con muốn thay đổi luôn cả ba nữa để ba có một cái nhìn khác. Thôi con cứ ngồi ở đó nha. Dạ. Wow. Cuối cùng cũng đã có một người bị sao động rồi. Chắc chắn mẹ trẻ sẽ vào nói với ba mình. Thôi. Hả? À, bà làm gì mặt bà buồn hiu vậy? Bà ơi, giờ tôi chỉ xin bà hiểu tôi thôi bà. Bà hiểu tôi lần này thôi. Tôi xin bà cho tôi được sống thật với con người tôi một lần trong đời thôi. Im đi. Tôi không thể nào sống với ông được nữa. Ly dị đi. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi làm chuyện tốt mà ly dị tôi hả? Ly dị đi! Bà có ném lựu đạn vô người tôi cũng vậy. Trời ơi là trời! Bây giờ sao? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ông muốn làm chính đạo không? Vợ cũng đánh không kìa. Ông muốn làm chính đạo, ông muốn làm chính đạo, ông muốn làm chính đạo. Bây giờ ui, mẹ ơi mẹ, cái đồ ngốc mẹ. Cái gì vậy con? Gia đình sắp tiệt tử rồi. Ông ngoại đưa con vô bệnh viện liền đi ông ngoại. Thằng này nó sống với chính mình rồi, bây giờ mày, trời ơi. Ngồi chút, ta sẽ giải quyết trong đêm nay cho rõ ràng mọi chuyện. Đúng rồi, giải quyết đi chứ bây giờ vợ con cứ bạo hành con hoài à. Con làm cái gì sai đâu. Con hy vọng là một ngày nào đó ba cũng sẽ như con. Trời ơi là chồng. Cái gì vậy? Thành sao? Sao mày cứ kéo tao theo con đường sa ngã của mày hoài vậy? Ba ơi, sao ba cứ nghĩ đó là con đường sa ngã? Ba, đó là con đường chính nghĩa. Nè, bưng cái bàn của nó, bưng cái bàn. Ừ. Cái gì vậy? Có cần giúp đỡ không? Thôi ngồi xuống đây. Ở đây ai cũng thấy con.
mặt đầm hàng đêm, tự sướng hàng đêm. Nè em, trời ơi cái gì vậy trời? Rang đồ. Nhẹ tay đừng rách đồ tội nghiệp tôi. Mặc vô đi, làm chính ông đi. Hôm nay tôi sẽ sống thật với chính mình. Những gì tôi làm trong những ngày qua, con ủng hộ ba. Nhưng mà cho con biết, nếu ủng hộ ba thì mặc phụ ba một cái đi. Cái gì vậy? Mặc đi, xong nay cho con phải dắt ra đường ở nha, nha. Nhưng mà người đàn ông đó là ai? Thật sự ra người ta mất rồi. Hô. Sao bà hú hoài vậy? Mất rồi kìa anh. Bà biết gì mà mất rồi kìa? Mất người yêu thì mình phải buồn chung chứ. Tiếp đi con. Sao nhà này toàn quỷ không vậy trời? Con thể từ một người đàn ông trở thành một người phụ nữ được. Đúng rồi. Xin chào cả nhà. Ủa, con thành phụ nữ hồi nào? Ủa em, Trâm ơi em. Anh Đọt. À thì ra đây là con nhỏ bán đầm cho chồng tôi đúng không? Không phải. Ồ, không phải, à? không phải. Ủa mọi người nghĩ gì vậy mọi người? Trời, tất cả mọi người hiểu lầm rồi. Con đâu phải là đàn ông chuyển thành phụ nữ. Chứ mày mặc đầm là cái gì? Con bán đầm. Nhưng mà con không dám nhờ mấy người nhà, mấy người phụ nữ trong nhà. Ở cái nhà này mà đủ thứ chuyện mà em làm đi bán đầm. Đúng rồi. Còn cô này là ai? Dạ bạn gái cũ của con. Hả? Bạn gái cũ của con? Những cái gì dễ bẻ giữ lại con? Giữ quan trọng là giữ má mày lại kìa. Giữ má mày lại. Má. Chị ơi cẩn thận chị ơi. Chuyện đâu còn có đó chị. Cô xích lên đi cô, nguy hiểm con. Con kẹp cổ má con rồi kìa. Đất ơi. Thưa cả nhà, thưa bác, thưa chị. Dạ, thật ra là như thế này. Con ở dưới quê, con dẫn con trai con lên thi đại học. Mà gần ngày thi cái nó bị bệnh nặng quá, gấp quá không có tiền để chạy chữa cho con mà. Thì dính gì tới cái chuyện thằng này chuyển giới tính? Đúng rồi, con chỉ quen mỗi mình anh Đọt. Thì ảnh cho con mượn 10 triệu để chạy chữa cho con. Bây giờ thì con có lại 10 triệu, con đến để con trả cho ảnh. Nói chuyện là như vậy đó ba. Tại vì con ngại, con không dám lấy tiền nhà. Con lấy tiền nhà vợ con giết con. Mà bây giờ lấy tiền nhà với cái lý do là em ơi, cho anh mượn tiền cho người yêu cũ mượn, rồi vợ con tin con không ba? Cho nên con đành phải làm bộ con kêu con năm em nó đưa đồ cho con. Tại con biết con năm em nó chuyên bán ba cái đầm trên mạng. Con mượn nó mấy cái đầm con bán, con kiếm lời con đưa cho người yêu cũ con. Trời ơi, vì người yêu cũ mà nó phải cực khổ hàng đêm. Có nghĩa là nó còn yêu nhiều lắm. Cái gì vậy ba? Không có, cô nói cái này là gì nghĩa? Dạ, phải nói rõ ràng ra cho người ta biết chứ. Bây giờ trong cái trường hợp này nếu mà anh không giúp cổ là em cũng giận anh luôn đó. Không phải, tại vì cái tính của em mỗi lần em biết chuyện gì em hay đập đồ, em hay đập đầu em lắm, anh sợ. Cái này tiền là mấy triệu đây? Dạ 10 triệu. Dạ 10 triệu. Thôi, cái này là tiền nó giúp con, coi như là tình nghĩa thôi. Dạ. Ba ơi ba, tiền đó con bán đầm cực lắm mới có. Có gì để em giữ cho anh. Này con trả lại cho ông Nam em. Ba mẹ đừng tham tiền vậy không đúng đâu. Thôi bây giờ vậy. Dạ. Bác này là gia đình bác cũng là quý khách. Hôm nay con tới chơi là quý. Bây giờ không có chỗ ở, cứ qua đây ở. Còn con rảnh vô nuôi con của cô Trâm, nghe chưa? Gì vậy? Gì kỳ vậy ba? Mày phải tự nhận ra lỗi lầm. Phụ nữ là phải nhẹ nhàng lo gia đình. Lúc nào cũng đập đầu. Ba. Qua nói một lời cho chồng mới vui coi. Thôi rồi em đứng đó đi, anh vui lắm rồi. Nhìn em là anh vui dữ lắm rồi. Anh làm gì anh sợ em vui sợ, vậy? Không phải sợ, dù gì đi nữa, anh vẫn là anh. Anh vẫn là anh yêu muốn đời muốn kiếm. Nhưng thà em không hát thì em có duyên hơn. Hiểu rõ rồi, mâu thuẫn coi như kết thúc nha. Dạ, vui vẻ với em mình đi ăn nhẹ nha bạn.